Vâng, chào quý chị và các bạn nhé. Thì ngày hôm nay thì em Trung tiếp tục cập nhật cho mẫu xe trên cửa hàng và tổng hợp hết nhé quý anh chị. Thì cuối tuần thì em Trung chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công cuộc sống. Thì em Trung sẽ đi nguyên một vòng và tổng hợp lại những cái mẫu xe trên cửa hàng. Đó thì cũng còn khá là nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị, 5 chỗ, 7 chỗ thì phải nói là cũng còn khá là nhiều. Đó thì anh chị cứ quan tâm mẫu xe nào thì chụp lại cái màn hình giùm cho em Trung. Thì ngày hôm nay thì em Trung cũng đi tổng thể và tất cả mọi cái thì chỉ có báo giá thôi nhé quý anh chị nhé. Nên là cũng không có làm cái video chi tiết cho quý anh chị. Thì anh chị quan tâm mẫu xe nào chụp lại cái màn hình giùm cho em Trung, cần gửi video chi tiết hoặc anh chị xuống cái đường link đằng bên phía dưới nhá. Xuống cái đường link đằng bên phía dưới thì bấm vô ô tô Quang Trung, thì những cái xe em Trung đã có những cái video chi tiết và xe còn và những xe đã bán nha quý anh chị. Thì cuối tuần thì em Trung chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Và đặc biệt thêm nữa thì ngày hôm nay cho quý anh chị vừa em Trung vừa giảm giá đó, mà đặc biệt thêm nữa là chỉ với 65 triệu thôi là anh chị đã sở hữu được một cái mẫu xe rồi. Tập chạy tập lái thì ngày hôm nay em Trung cũng còn ít cái mẫu xe. Và đặc biệt thêm nữa, anh chị có xe bán hoặc là cho em Trung xin ít hình ảnh vô Zalo nhá. Thử hình ảnh tới sổ đăng kiểm và giấy tờ. Đây thì cũng em Trung cũng làm nhanh thôi, tranh thủ thôi. Thì đây em Trung giới thiệu cho quý anh chị một mẫu xe Mitsubishi Pajero Sport. Xe này bán cho quý anh chị hôm bữa bán 500, giảm cho quý anh chị 50 triệu nhá. Giảm cho quý anh chị 50 triệu. Và ở trên cửa hàng của em Trung thì 5 chỗ, 7 chỗ, 9 chỗ còn khá là nhiều nhá quý anh chị. Thì đây tiếp tục đây nữa thì lại một mẫu xe Hyundai Accent. Xe này thì 2012 đăng ký 2013 nhá quý anh chị nhá. Thì em nó thì anh chị đã thấy nhập khẩu số tự động nhá quý anh chị. Nói chung là cái thằng này nó thuộc cái diện là nồi đồng cua đá. Và em nó đặc biệt thêm nữa là đã được trang bị thêm màn hình camera xe, tất cả cái đều đầy đủ cho quý anh chị, màn hình Android nha quý anh chị nha, cỡ lớn nữa quý anh chị. Đây thì nhiều anh nhiều chị hỏi em Trung cái mẫu xe 9 chỗ ngồi không liên hạn không hết đời. Đây là một mẫu xe Ford Transit nha quý anh chị. Đó, nói chung là cái xe này phải nói là đẹp xuất sắc cho quý anh chị luôn. Biển số Sài Gòn mà 4 số 1 chủ từ đầu nha quý anh chị nha. Thì riêng cái xe này thì anh chị mua về thì chỉ có việc sử dụng đi thôi. Đăng kiểm thì vừa khám thì em Trung cũng vừa mới đăng kiểm lại và dàn vỏ cũng mới thay luôn nhé quý anh chị. Giá chỉ với 145 triệu thôi, và đặc biệt thêm nữa 65 triệu thôi là anh chị đã sở hữu được một cái mẫu xe tập chạy tập lái. Nói chung là bao quý anh chị chạy từ Nam tới Bắc lên mọi vấn đề đó thì quý anh chị cũng cần phải suy nghĩ rồi. Anh chị chán khi nào alo Trung ơi, rồi quay đầu lại cho em Trung. Tiếp tục đây thì một cái mẫu xe Isuzu Highlander 2007. Xe này thì 7 chỗ ngồi nhưng quý anh chị thương hiệu Nhật đó quý anh chị, biển số Lâm Đồng. Đó thì bán cho quý anh chị với giá 185 triệu nhá. Thì xe này em Trung để y chang hiện trạng như vậy thì sân rin nó còn khá nhiều. Máy móc thì quý anh chị cũng cần phải suy nghĩ rồi. Nói chung là nó êm thì thầm mùa xuân lắm. Tính ra cái dòng này thì nó chạy tầm khoảng 5 lít dầu thôi quý anh chị. Đó, rất là tiết kiệm. Cái dòng này gọi là siêu tiết kiệm mà quý anh chị, nồi đồng cua đá luôn. Gầm cao, 7 chỗ ngồi, máy dầu nhưng mà chạy nó hơi ồn chút thôi. Và anh chị là mà muốn không ồn nữa thì đây có một cái mẫu xe Kia. Xe này là Kia Carnet đời 2011, giá cũng rẻ nhất thị trường luôn quý anh chị. 190 triệu thôi, 190 triệu thôi nha quý anh chị nha. Đây tất cả cái 2011 máy mập 1.6, chạy cũng phải nói là siêu tiết kiệm, siêu bền bỉ, siêu lăn. Tiếp tục đây thì một mẫu xe anh chị nào có hợp nhãn màu đen. Đây quý anh chị, thì màu đen em Trung còn khá là nhiều cho quý anh chị luôn. Một em Honda Civic đời 207 máy 2.0. Đây quý anh chị nhá, 207 máy 2.0 thì phải nói là riêng cái xe này quý anh chị đó, nhìn cái màu của em nó thì phải nói là rất là đẹp rồi. Anh chị đi quan tâm thì anh chị lên tới tận cửa hàng và chiêm ngưỡng và mình kiểm tra, mình chạy thử đó, xem nó có sướng cái mức độ nào không quý anh chị. Đây thì quý anh chị, em nó đã được lên cái màn hình Android, cam hành trình, tất cả cái đều đầy đủ rồi quý anh chị. Riêng cái dòng này thì quý anh chị nó thuộc chạy phải nói là siêu lằn, siêu bền đó. Nó thương hiệu mà quý anh chị, nói chung cả thế giới mà. Giá bán cho quý anh chị với giá rất là yêu luôn, chỉ với 270 triệu. Đây tiếp tục đây nữa tôi lại quý anh chị ra thương hiệu và đẳng cấp. Ở đây quý anh chị, một mẫu xe Mẹt C230 đời 2009. Đây quý anh chị, đăng kiểm cũng vừa khám luôn nhá. Đây quý anh chị này, anh chị hợp phong thủy màu đen thì alo cho em Trung. Tiếp tục giảm giá cho quý anh chị lên đến 30 triệu. Hôm vừa rồi em Trung bán cho quý anh chị 360 triệu, tiếp tục giảm giá tới 30 triệu nữa, còn 330 triệu nhá. Thì anh chị có quan tâm mẫu xe nào thì alo cho em Trung. Giá rất là yêu thương cho quý anh chị, một mẫu xe Mẹt C230 đời 2009. Giá cực kỳ là yêu thương cho quý anh chị luôn.
Nội thất của em nó thì quý anh chị cũng cần phải suy nghĩ rồi. Nói chung là em nó ngoài màu đen nhưng đặc biệt đằng trong em nó thì lại màu kem nha quý anh chị nha. AMG đây quý anh chị, mẹ biển số Sài Gòn, anh chị về Sài Gòn Hà Nội thì không có tốn tiền biển nữa. Đây, rất là yêu cho quý anh chị. Một mẫu xe mẹc đó, giá chỉ với 330 triệu nha quý anh chị nha. Thì trên cửa hàng của em Trung thì có bán cho quý anh chị bao quay đầu, có bảo hành, nên mọi vấn đề đó thì quý anh chị cũng cần phải suy nghĩ. Tiếp tục đây nữa thì lại một mẫu xe nồi đồng cối đá quý anh chị. Đẳng cấp và thương hiệu xe này thì Toyota JGL, xe này là bản đủ nha quý anh chị nha. 7 chỗ ngồi. Đó, nói chung là được cái là cái dòng này thì quý anh chị đâu, ăn xăng máy nó chỉ có 1.8 thôi, được cái cũng rất là tiết kiệm. Bán cho quý anh chị với cái giá chỉ với 150 triệu. Đó, Toyota JGL nha quý anh chị nha. Đó thì anh chị quan tâm mẫu xe nào chụp lại màn hình giùm cho em Trung thì buổi chiều ngày hôm nay tiếp tục đây thì nhiều anh nhiều chị hỏi em Trung là tại sao mà bán mắc thế quý anh chị ạ? Nhiều khi em Trung mua cái xe về bán cho quý anh chị chẳng qua là kiếm công ăn việc làm, tìm công ăn việc làm cho anh em thợ. Đó, chứ không phải là lời lãi trên cái xe quý anh chị. Giống như đây và tất cả cái như cái em Kia Morning Gear, em Kia CD5 Gear nha quý anh chị nha. Đó, mua 60 triệu bây giờ bán cho quý anh chị tới 65 triệu thì quý anh chị thử nghĩ coi. Lời được bao nhiêu tiền, đăng kiểm, đó, về dọn dẹp lại nữa. Đây quý anh chị nha. Này, tất cả cái nhiều khi quý anh chị nói kêu là bán mắc bán rẻ ở 40, 50 thì thôi không có rẻ đâu quý anh chị. Đây tất cả cái đây quý anh chị nào. Kia CD5 nha quý anh chị nha. Đấy, em mua tới 60 triệu mà bây giờ quý anh chị bán cho quý anh chị 65 triệu. Bán cho quý anh chị 65 triệu và bao đăng kiểm, dọn dẹp lại, đẹp, bao quý anh chị chạy từ Nam tới Bắc nữa quý anh chị thử nghĩ coi. Bán cho quý anh chị một cái xe có lời hay không, đúng không? Đó và tất cả cái thì bởi vậy tại sao mà đây thì cũng không có nói lòng vòng nữa thì em Trung cũng tranh thủ và cập nhật những mẫu xe trên cửa hàng cho quý anh chị. Và tiếp tục đây thì lại một mẫu xe Daewoo Lanos cũng bán cho quý anh chị với cái giá 65 triệu luôn. Thì xe này em Trung cũng mua 60 triệu về cũng dọn dẹp lại quý anh chị nha. Đó, quý anh chị thấy không? Đây, đăng kiểm thì vừa khám tất cả cái, riêng mấy cái xe này thì nói được cái đời nó thấp thôi. Nhưng mà anh chị đi phải nói là nó rất là yên tâm. Tại vì em Trung cũng đã cho em nó đăng kiểm và kiểm tra lại toàn bộ cho quý anh chị. Đó, chạy gọi là mọi cái cung đường rồi, giá rất là yêu thương, chỉ với 65 triệu thì quý anh chị thử nghĩ coi tìm đâu ra, đúng không? Đấy thì tiếp tục đây thì anh chị quan tâm mẫu xe Mac C180 đó, đời 2004, cũng biển số 60 luôn nha quý anh chị nha. Nói chung là anh chị đã nhìn thấy và đặc biệt thêm nữa anh chị ở ngoài á tới trải nghiệm em nó thực tế nó đẹp tới mức độ nào, nhưng trong hình ảnh không được đẹp như trong hình nha quý anh chị. Trong hình ảnh nó không thể nào nó đẹp như thực tế được. Giá bán cho quý anh chị chỉ với 150 triệu thôi quý anh chị. Ngày xưa em nó tiền tỷ nhưng bây giờ đây, nhưng bây giờ chỉ với 180 triệu thì quý anh chị thử nghĩ coi tìm đâu ra quý anh chị, đúng không? 160 triệu nha quý anh chị. Sorry quý anh chị. Mẹt thì xe này nó là máy 1.8, được cái là tiết kiệm nhiên liệu nha quý anh chị nha. Nói chung là cứ quý anh chị thử nghĩ coi. Ngày xưa mà để mà sở hữu em nó thì cũng phải nói là cũng cả một cái vấn đề. Chỉ có những anh đại gia thôi quý anh chị mới sở hữu được em nó. Thì quý anh chị trên cửa hàng thì còn khá là nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị. Đó, thì anh chị quan tâm mẫu xe nào chụp lại cái màn hình dùm cho em Trung. Tiếp tục đây thì một mẫu xe Toyota Innova rẻ nhất thị trường nha quý anh chị. Rẻ nhất thị trường, cam kết quý anh chị rẻ nhất thị trường. 2013, mẫu mới, form mới quý anh chị nha. Mẫu mới, form mới mà em nó thì mang cái màu bạc. Đó, quý anh chị đâu, nhìn cái form dáng của em nó phải nói là rất là dễ thương và yêu rồi. Đấy quý anh chị, rất là dễ thương và yêu nha. Em nó đã được lên cái màn hình Android. Đó, và anh chị quan tâm nữa thì về lên thêm cái cam hành trình nữa là ok rồi. Cái gì, cái màn hình nó đã tích hợp tất cả mọi cái đủ thứ trên đó nha quý anh chị. Và tiếp tục đây quý anh chị, nhìn từng những cái vân gai, nói chung là được cái là sạch sẽ gọn gàng. Đó, 2013, mẫu mới, form mới, bán cho quý anh chị với giá 265 triệu nha. Thì cái xe này ngày hôm qua em Trung đã có một video chi tiết rồi. Đặc biệt thêm nữa là cái xe này ngay chủ ủy quyền cho quý anh chị. Đó, 2013, mẫu mới, form mới, giá rất là yêu thương. Đó, phải nói là quá rẻ cho một cục tình. Đó quý anh chị, mua về chỉ việc đi hoặc kinh doanh dịch vụ cũng rất là ok. Đây và tiếp tục đây quý anh chị, nhìn cái những cái em Trung làm luôn cái em Camry này cho quý anh chị luôn. Đó, thì anh chị có quan tâm mẫu xe nào thì chụp lại màn hình. Thì em này nó là Camry 3.5Q nha quý anh chị, V6. Nói chung là anh chị nhìn cứ nghĩ đâu là V6 nó uống rất là nhiều xăng nhưng không phải đâu quý anh chị. Nó lăn quăn đâu đó thì tầm cỡ khoảng
10 lít xăng thôi, 10 lít đổ lại thôi nhé quý anh chị nha. Camry quý anh chị nha. Thì anh chị đã thấy và tất cả một cái thì phải nói là em nó Toyota Camry nó thương hiệu đẳng cấp gọi là từ xưa tới giờ rồi. Đó, nói chung là được cái màu đen. Và đặc biệt thêm nữa em này ngày xưa mà đi mua thì nó mắc tiền rất gọi là mắc hơn tất cả những cái dòng Camry khác nhé quý anh chị. Tại vì em nó là cái bản cao cấp, bản full rồi quý anh chị, số tự động. Nhớ ghế nha quý anh chị nha. Nhớ ghế và tất cả cái quý anh chị. Chỉnh ghế gọi là rất là nhiều hướng, cột kèo tất cả cái quý anh chị đó. Nói chung là tem mạc thì riêng Camry thì màu đen thì nó phải đẳng cấp vào thương hiệu đó quý anh chị phải. Nên là anh chị quan tâm mẫu xe nào thì riêng cái cam kết quý anh chị cái xe này thì không một lỗi nhỏ nha quý anh chị nhá. Tại vì em nó là đã lên cái máy mới rồi, máy của em lất sật rồi quý anh chị. Đó phải nói là rất là yêu thì quý anh chị đã thấy được cái màu đen rất là đẹp. Giá bán cho quý anh chị 360 triệu nhá. 360 triệu một mẫu xe Toyota Camry 3.5Q. Đó quý anh chị không? Phải nói là rất là chất. Thế anh chị quan tâm mẫu xe nào thì chụp lại cái màn hình dùm cho em Trung. Thì trên cửa hàng cũng còn khá là nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị. Và đặc biệt thêm nữa anh chị có xe bán thì cho em Trung xin ít hình ảnh vô Zalo nhá. Thì cũng cuối tuần thì em Trung cũng chúc quý anh chị buổi thật là vui và hạnh phúc bên gia đình. Và đặc biệt thêm nữa anh chị có xe bán thì cho em Trung xin ít hình ảnh vô Zalo. Thì cũng cảm ơn quý anh chị rất là nhiều, thấy không? Phải nói là những cái xe em Trung hầu như là về những cái xe mới và tất cả cái. Được cái là em Trung cũng cảm ơn quý anh chị cũng rất là khá là nhiều sự lựa chọn. Nó khoảng phải là khá là nhiều thì anh chị ủng hộ em Trung trong cái thời gian vừa rồi nhá. Thì thôi cuối video thì một lần nữa cho em Trung chào quý anh chị và chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Và hẹn gặp lại quý anh chị những video tiếp theo.